danh sách phần cái bộ quản lý sản phẩm của chúng ta. Xong chưa các bạn? Thế là chúng ta có thêm cái name là product add và name là product edit. Thì bây giờ chúng ta đã đủ điều kiện để chúng ta fill vào trong cái giao diện của mình rồi thông qua hàm round. Thì ở trong cái index này, index blade nằm trong product ấy, chúng ta tiến hành là có cái nút thêm ở đây đúng không? Nút btn succeed có chữ là tạo mới ở đây. Thì chúng ta sẽ dùng cái echo round. Hàm round. Đây là product.add. Tương tự ở bên dưới có cái nút ahref sửa đây. Thì chúng ta là round product.edit. Và có thêm tham số là ID. Thì bằng giá trị của cái đô la item cho đến ID. Được chưa? Làm cái việc chúng ta nếu mà xong rồi làm việc tương tự với lại cái thằng file là file size 3 blade này. Nếu bạn nào làm xong rồi làm việc tương tự với size 3 blade là nó có hai cái link, một link là về cái danh sách, một link là về cái phần thêm mới của sản phẩm. Thì chúng ta cũng nhét nó vào đấy. Đây, ví dụ link này, link thêm mới sản phẩm, link danh sách sản phẩm này. Thì chúng ta product.list. Còn ở đây là product.add. Đó, nhét xuống lưu thì chúng ta hover vào đây. Thì nó sẽ ra cái đường dẫn đến danh sách sản phẩm, bấm vào, đấy. Còn đây là danh sách thêm mới sản phẩm. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì nó ra cái đường dẫn edit. Đó là phần đường dẫn. Thì chúng ta quy định nó ra như vậy. Xong chưa?
không nhá. Tiếp tục nhá, bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Nếu mà bấm vào S thì nó sẽ ra cái gì? Ra lỗi, bởi hàm chưa có. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm ở trong Product Controller này. Tạo ra một cái hàm mới, public function add. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành là có một cái biến là model bằng new product trong một ngoặc như này. Rồi chúng ta chẳng có cái gì ở trong này cả, không có gì để gán mới cho thằng product, cho nên để product trống. Tiếp theo là có cái kết danh sách danh mục. Biết vì sao phải có danh sách danh mục không? Đúng rồi, sản phẩm tập danh mục nào thì chúng ta sẽ cho người ta chọn một cái select box, chúng ta thể select ấy. Thì bây giờ phải lấy ra danh tất cả danh sách danh mục để cho nó chọn, đúng chưa? Thì bây giờ phải có dữ liệu, thì chúng ta sẽ bằng là category 2.2.all để lấy hết ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là return ra cái view là admin.product.add và truyền dữ liệu compact thì biến product và biến model chứ model và biến kết ra ngoài đấy. Chúng ta cần cái gì chúng ta lấy ra truyền ra ngoài. Được chưa? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cái giao diện của phần này đã. Nghĩ ra được cái giao diện của cái việc thêm này đã. Thì thêm ở đây rồi các bạn để ý nhá, cái thằng số lắp nó liên quan đến bao nhiêu bảng? Những bảng nào? Danh mục này, product này là chính nó đây. Product gallery gì nữa? Hết chưa? Hết rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy nó liên quan đến ba cái bảng đấy. Thì bây giờ chúng ta phải nghĩ ra được là cái giao diện của nó cần những cái gì để thêm đủ dữ liệu cho cả ba cái bảng. Đúng chưa? Thì chúng ta làm nào? Thì bên này chúng ta sẽ có cái đầu tiên là cái tên của sản phẩm đúng không? Tiếp theo là đến cái gì? Danh mục thì chúng ta nên để nó là ô select box như này, đúng chưa? Trỏ số xuống là chọn cái tên danh mục, thì nhưng mà khi mà lưu lên thì chúng ta sẽ lưu là ID của danh mục, đúng chưa? Tiếp theo đến cái gì? Giá gì? Mô tả ngắn, đúng chưa? Cái này là tutorial. Tiếp theo là đến gì? Tiếp theo là đến lượt view để đây cũng được, có nghĩa là chúng ta chủ động có thể là thay đổi số lượng view để làm gì, để điều hướng người dùng, thấy chưa? Bởi vì chúng ta có một cái phần là phần relate sản phẩm đấy, thằng nào muốn hiển thị lên trên cao thì chúng ta vào trong này chúng ta chủ động thêm cái số lượng view của nó lên cao, thấy chưa? Cái này ấy, là chuyện bình thường nhá, không có gì bất ngờ cả. Đừng nghĩ là ở trong công nghệ là cái gì cũng tự động, được chưa? Mà nếu mà họ muốn định hướng bằng công cụ thì họ thích được vào đây họ đến, có gì đâu, được chưa? Tương ứng là star, số sao, được chưa? Ai có thằng khách hàng nào ngồi mà đếm sao số sao mới đếm được view đâu, đúng không? Cái nào? Ông giận thì không có làm việc được. Được chưa? Còn gì nữa? Ảnh chúng ta có một cái ảnh đây, sau đó là cho người ta, ví dụ ở bên này chúng ta sẽ có, ở dưới này chúng ta sẽ có một cái ô để chúng ta chọn ảnh, chọn ảnh cái update lên đây luôn để cho người ta có thể nhìn thấy trực quan, được chưa? Tiếp theo là gì? Đây là mới chỉ giải quyết xong cơ bản, còn có một phần nữa nhưng mà tôi sẽ để ở dưới.
Bây giờ chúng ta chỉ mới giải quyết xong cái cơ bản của cái gì? Của cái phần đó là thông tin của sản phẩm và kết nối với thằng danh mục thôi. Thế của thằng Product Gallery để đâu? Đúng không? Để đâu bây giờ? Thì chúng ta sẽ để sẵn đây, có hai cách chúng ta để sẵn đây là 3-4 cái thẻ input. Được chưa? 3-4 cái thẻ input type file. 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 đáng. Người ta muốn chọn bao nhiêu cái, người ta muốn áp bao nhiêu cái thì add hết vào đây. Được không? Đây là một cách. Cách thứ hai thì nó nhẹ nhàng hơn, bằng cách là chúng ta để một cái thôi. Xong rồi khi nào người ta muốn add thêm thì người ta bấm vào đây, thì nó sẽ sinh ra một cái thẻ input ở đây, lại browse và lại có cộng. Hoặc là để một cái trên này thôi, còn ở dưới chúng ta chỉ việc add mới cả. Được chưa? Và ở dưới cùng này chúng ta có cái phần là mô tả chi tiết sản phẩm và cái nút là nút lưu và nút hủy ở phía chân này. Được chưa? Ok chưa? Đấy là chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc chúng ta lưu được tất cả các thông tin chúng ta cần. Thứ nhất là tên sản phẩm, thứ hai là danh mục, thứ ba là giá, mô tả ngắn, số lượng view, sao, mô tả, ảnh đại diện của sản phẩm, các cái ảnh trong gallery, lưu xuống. Cái gì timestamp? Hai cái cột timestamp hả? Nó tự ghét. Chúng ta chẳng phải làm gì. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xây ra cái giao diện đấy. Product rồi. Đây, product đây. Add.blade.pp. Tất nhiên thì thằng này cũng giống như ông Thánh này, là extend cái thằng layout. Xong chưa? Đây là cái khung của chúng ta. Đây là thêm sản phẩm. Thêm mới sản phẩm. Các theory not found. À, trong này chưa có. Rồi, thêm mới sản phẩm đây. Chúng ta chưa có gì ở trong này. Việc tiếp theo là chúng ta phải tham khảo các cái giao diện của thằng giao diện của thằng Admin LTE này, xem là cái phần form của nó thì nó xử lý thế nào, chúng ta nhặt được cái gì hay không. Đây. Bởi vì đây nó không phải là cái phía client nhá, cho nên là chúng ta làm form ấy không nhất thiết là cứ phải đẹp quá làm gì. Thì đây tôi sẽ lấy cái form là example bình thường như này thôi, nó không có gì cao siêu cả. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta có một cái form. Action bằng không có đi. Method bằng post. Để gửi được ảnh lên thì chúng ta bắt buộc phải là method post nhé. Method get thì không gửi được ảnh đâu. Method post. Sau đó là có cái encrypt type bằng multipath form data. Thì cái này nó giúp chúng ta gửi ảnh lên. Được chưa? Sau đó ở trong này, ở trong cái form này, chúng ta mới có deep bằng row. Deep con trừ md trừ 6, có hai cái con md 6, chia đôi màn hình ra cho nó tiết kiệm diện tích. Thì ở bên này nó là giống như bên kia tôi vẽ kìa, nó là thành phần của các cái thẻ liên quan đến thông tin sản phẩm. Thì chúng ta có cái deep là form group. Ở trong có cái label, đây là tên sản phẩm,
tên sản phẩm, có input type bằng text, type text name bằng name. Các bạn cứ đặt tên các cái field input này nó giống y xì như là cái tên của các cột nhá. Để tí nữa chúng ta sẽ fill nó vào. Class form control. Class form control. Placeholder. Tên sản phẩm. Đấy là xong một ô. Làm đến đâu chúng ta test lên đấy. Nhầm bên này. Đây tên sản phẩm đây. Ở đây chúng ta nên thêm một cái nữa là cái những cái field nào là field bắt buộc thì chúng ta sẽ có thêm một cái span là text danger vào đây. Nó chính là cái dấu sao. Và yêu cầu người dùng bắt buộc phải nhập dữ liệu. Được chưa? Đây, có dấu sao này vào. Sau một cái thì chúng ta duplicate lên. Đây nó đến là danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có ở đây là một thẻ select. Select có name là kết trừ ID đúng không? Và trong cái thẻ select này chúng ta sẽ có một cái option, không cần option đi. Chúng ta sẽ có một cái vòng for. Void của cái biến là biến get sc. Và trong này chúng ta có một mớ các option. Value bằng echo. Value bằng echo của cái c cho đến ID. Còn hiển thị của option thì chúng ta sẽ để là echo. Echo của cái C cho đến get name. Đây, t-shirt. Đây chúng ta thêm cái class form control vào. Thì nó sẽ đẹp ngay. Được chưa? Đấy là hai ô. Hai cái field. Tiếp theo là mô tả ngắn. À giá chứ quên. Giá. Hoặc là giá bán. Type bằng number. Thêm là price. Tiếp đến gì? Giá rồi. Mô tả để dưới đi. Đây là mô tả ngắn. Đọc cái nhầm. Đây là số lượng view. Cái này thì chúng ta không cần span gì cả. Không cần text danger. Chúng ta điền thì điền, chẳng điền thì thôi. Number. Đây là view. Có giá trị mặc định. Số lượt xem. Sẽ cho nó một cái giá định chỉ mặc định bằng 0. Đây là cái gì nhỉ? Sao? Star. Có value mặc định bằng 5 đi cho nó xịn. Đó, bây giờ chúng ta xem cái giao diện đây, nó bằng này thứ rồi. Được chưa? Tiếp theo, mô tả ngắn tôi sẽ để ở dưới chân này, tí nữa tính sau. Tiếp theo là sang bên kia, chúng ta mới viết một nửa màn hình đúng không? Bây giờ sang bên một nửa này, thì chúng ta sẽ viết ra cái phần ảnh. Thì chúng ta sang cái côn MD6 ở bên cạnh. Đây các bạn có theo kịp không? Đây. Để chờ tí nha, đây. Còn nếu không thì tôi đẩy lên Git, các bạn đi copy vậy cũng được.
Đấy, lấy về đi. Hiển thị lên màn hình đi. Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Mình sẽ có một cái deep là phong control. Đây là ảnh. Ảnh sản phẩm. Cái thằng này cũng là bắt buộc luôn. Input type bằng file, có name bằng image. Cái thằng này không có placeholder, không có value gì hết. Thì đây, nó sẽ trông nó như thế này. Được chưa? Thì ở trước đấy chúng ta, tôi sẽ để đây một cái div. Một cái div có class là preview img chẳng hạn như vậy. Và tôi có một cái div để sẵn đây. Preview img này. Có cái img src cũng rỗng. Thằng này img này có class là img responsive. Chẳng biết có đúng ta. Chẳng biết không phải. Chờ tôi chút. Tôi xem cái phần ảnh nó như thế nào. Timeline, model, icon. Edit. Đây, img responsive. Ok, chúng ta tạm thời nhét tạo một cái ảnh vào lorem pixel. Đâu nhỉ? Đây 800 600. Tạm thời nhét vào một cái để test xem nó như nào mà. To quá. Tôi sẽ muốn cho nó nhỏ hơn một tí. Đây, img preview đây. Tôi sẽ chỉ cho nó width. Max width. Bằng 400 pixel rồi. Nữa không?
300 pixel. Và thằng này take align center không được. Margin auto. Đây. Để hiển thị như này nhá. Thì ở trong cái đâu rồi, trong cái public rồi. Public này, admin asset này. Tôi sẽ có thêm một cái thư mục nữa, là thư mục là CSS. Ở trong cái CSS này tôi có một cái file là style, admin style, admin-style.css. Thì ở trong này tôi có một cái là class là preview trừ img. Preview img. Có cái max width giống như nãy tôi viết, max width bằng 300 pixel. Và có margin auto để nó căn giữa vào. Tất nhiên tôi add thêm cái file admin style này vào thì ở trong cái phần phần admin style tôi phải nhét nó vào bằng cách duplicate một thằng lên. Tôi có asset bằng admin asset này, CSS này, có admin trừ style.css add vào. Thì như vậy thì thôi, khi mà được. Ở bên này chưa xếp. Ở bên này chưa xếp. Đó, thì nó sẽ được căn vào giữa luôn. Được chưa? Tôi đã đẩy code này lên. Đó, thì chúng ta như này, tí nữa tôi sẽ làm cái trò đó là chọn ảnh ở đây, thì ảnh trên này nó thay đổi theo. Được chưa?
Được chưa? Update file custom admin style. Update file này. Xong chưa? Dựng xong cái giao diện đã xong, chúng ta sẽ dùng CSS để can thiệp những cái tác dụng và tác động ở trên màn hình nhá. Xong đến đây chưa? Chưa thì làm đi. Cho các bạn 5 phút. Trong thời gian đấy các bạn cứ làm đi nhá. Tôi sẽ đi kiếm một cảnh default. Default. Nhìn tạm được. Thank you.
Xong chưa? Xong rồi gì? Không trả lời thì auto là xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thẻ input ở dưới. Tôi đổi ý rồi. Chúng ta sẽ có input là multiple. Tức là một input được phép chọn nhiều ảnh. Gửi lên. Xử lý thế cho nó nhanh. Cho xử lý JS nhiều của game mấy lắm. Chúng ta sẽ nhét vào đây một cái ảnh gallery. Duplicate thằng này lên. Ảnh gallery. Này có được không có được. Chúng ta có input type bằng file, name bằng gallery. Platform control. Chúng ta có thêm là multiple. Đó, như vậy. Cái ảnh này thì được phép là chọn nhiều, còn cái ảnh này thì chỉ được chọn một thôi. Được chưa? Tiếp theo còn hai ô nữa. Hai ô nữa của tôi là cái ảnh gallery này chú thích vào cho người ta không thì tèo. Chọn nhiều ảnh. Không, họ không biết đâu. Người dùng họ không biết đâu. Thật mà. Đấy, xong ở dưới chúng ta có hai cái thẻ text area để chúng ta viết chữ. Thì ở dưới này chúng ta sẽ div tone trừ 12. Ở đây là label là mô tả ngắn. Mô tả ngắn. Còn ở đây nó là text area. Text area là short. Này chữ DSC đúng nhỉ? Trong bảng trong DB có đúng như vậy không? Em này. Tail này. Có đâu nhỉ? Không, à đây 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 đây. Đây. Short DSC. Không có ID, vứt ID đi. Chúng ta chỉ bỏ qua côn nhé. Chúng ta chỉ để row thôi. Row tầm 10 dòng. 10 dòng hơi nhiều. Có cái class. Form. Control. Duplicate thằng này lên luôn. Là chi tiết. Chi tiết thì đây là detail 20. Đấy, một cái mô tả ngắn, một cái chi tiết. Ôi giời ơi. Gì đây? Sát sạt này. Sao tầm bậy thế nhỉ? Ở trong row rồi mà. Trong row rồi thì cần gì thằng này nữa. Sao nó lại sát sạt thế kia nhỉ? Không phải. Cool. Mười. À quên. Côn MD, thiếu MD. Quen tay viết bút chap 4. Đây là bút chap 3. Đấy, form nó dài ngoẵng như này. Và dưới cùng chúng ta có deep. Côn MD, có chứ, tí nữa. Côn MD trừ 12. Thôi. Deep take take right button submit or class btn cách btn trừ sm cách btn trừ primary
Đây là lưu. Round là product. List. Đấy, nút tạo sản phẩm, nút hủy. Thế là xong cái form. Vất vả quá. Giải phết. Okay. Các bạn lên GitHub mà lấy nhá, cho nhanh. Dây sạc của mình đâu nhỉ? Xong chưa? Có ai cần hỗ trợ gì không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng JavaScript để tương tác thêm với cái màn hình này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thứ nhất. Đó là chúng ta phải làm cái gì với cái giao diện này đã. Thì cái thứ nhất đó là chúng ta chọn ảnh ở đây. Ở đây chúng ta chọn ảnh. Thì chúng ta khi mà chọn ảnh ở đây thì ảnh nó sẽ lên trên này. Ảnh nó thay thế cái ảnh ở trên này. Đấy là một cái. Cái thứ hai là hai cái phần editor này. Cả hai cái phần text area này chúng ta sẽ chuyển nó thành text editor để người ta có thể viết thẻ HTML ở trong này giống như viết Word vậy, được chưa? Thì chúng ta làm cái này trước bởi vì nó nhanh hơn. Chúng ta làm thế nào? Thì các cái editor ấy thì nó có rất là nhiều, ví dụ như là EKEditor hoặc là TinyMCE, còn một rổ các cái loại khác nữa cơ. Ở trong này thằng AdminLT này nó cũng có sẵn này, nào tôi nhớ không nhầm là thế. Form Advanced. À đây, editor đây này. Editor này. Thì nó có CK editor hoặc là Bootstrap YSheet HTML5. Đúng chưa? Thì các bạn thích dùng thằng nào thì dùng. Đây, ví dụ dùng thằng này chẳng hạn. Thì tôi xem là nó có những cái gì đã. Xem nó cần import những cái gì. Bootstrap này. On skin này. Đây này, plugin Bootstrap YSheet HTML5, Bootstrap 3. Được chưa? Ở dưới này thì chúng ta có cái dưới body ấy thì có phần script, thì chắc nó cũng có cái YSheet này. Được chưa? Còn muốn dùng YSheet thì đây.
tìm cái selector xong whitesheet HTML5 là xong. Được chưa? Chúng ta chỉ cũng làm đến mức basic như này thôi, còn cao cấp hơn đó là up ảnh lên server bằng cái editor này chúng ta cũng làm được, nhưng mà không có đủ thời gian để control cho chúng ta. Thì tôi sẽ add vào trong này. Ví dụ như sau. Để tôi xem ở trong cái file style có chưa đã. Style này. Ở đây chúng ta chưa có cái whitesheet đấy. Yeah, thì chúng ta đi copy vào. Chúng ta cứ tương vào thẳng trong layout nhé. Đưa vào thẳng trong layout để plugin này. Copy này. Các bạn vào trang là pageformeditor.html ấy mà lấy. Thì ở trong này chúng ta sẽ tiến hành là duplicate một thằng lên. Xong chúng ta copy cái thằng plugin bootstrap whitesheet vào. Đây là CSS của cái editor đó. Được chưa? Tiếp theo đến JS thì chúng ta mở thẻ script ra. Duplicate một cái lên. Kéo xuống dưới. Chúng ta copy cái plugin Bootstrap Whitesheet. Đây. Tương vào đây. Như vậy là chúng ta được phép dùng cái thư viện Bootstrap Whitesheet HTML5 này để sử dụng làm cái editor. Được chưa? Sau khi add xong ở đây rồi thì chúng ta lại tiếp tục vào cái file, vào cái file là in s này, chúng ta mở cái phần custom js ra. Chúng ta có document. Tôi viết sai không? document.ready function ở trong này. À, cái này không, nó không hỗ trợ bởi chưa có thể script. Document ready function. Thì ở trong này chúng ta sẽ áp dụng cái whitesheet này cho hai thẻ text area. Thì chúng ta chỉ việc đơn giản viết như này. Text area chấm whitesheet HTML5 chấm. Thế là xong. Ở đây chúng ta có cái reload. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể viết là ví dụ thẻ ví dụ thẻ to chẳng hạn, heading 1 này. Thì heading 1. Được chưa? Xong muốn normal text. Chết nhập. Heading 1 enter xuống. Chuyển thành normal text. Thì chúng ta viết đây là something. Muốn có gạch đầu dòng thì đây. Muốn bôi đen thì B. Bâu vào. Được chưa? Nhưng mà cuối cùng output ra thì nó sẽ ra một mớ các cái thẻ HTML ở đâu rồi. Đây là cái gì? Nó sẽ ra một mớ thẻ HTML. Đây, nó sẽ sinh ra cái thẻ, mớ thẻ H1 này, BR này, DIP này, UL này, LI cho chúng ta. Bạn thấy đây này. Nó chính là các cái thẻ này. Đúng chưa? Và khi mà lưu xuống DB thì nó sẽ lưu cái mớ thẻ này xuống. Bây giờ nó thành cái phần nội dung ở trong cái thẻ bên kia. Đấy chứ nhỉ? Đấy, chúng ta chỉ add thêm như thế này thôi. Thì tôi sẽ up code lên. Thank you.
Xong nhá. Copy lại thôi. Update cho tôi 3 file. Một file là script, một file là style và update tiếp cái file là file này. Cái file add blade thêm cái đoạn JS xuống dưới cùng. Chúng ta sẽ có cái style. Được chưa? Phần mô tả mình add lại nhé. Lúc lưu cơ sở dữ liệu nó sẽ lưu link. Link. Đây. Đây, bấm vào đây. Wow. Sao bậy vậy? Lỗi gì à? Lỗi rồi. Model is not function này. Để xem nó lỗi gì. Nếu đúng ra nó phải như này. Hãy bật ra cái đường dẫn như này. Đúng không? Đúng là nó phải bật ra cái đường dẫn như vậy. Chứ nó không phải là hiển thị tầm bậy tầm bạ như này. Đây là lỗi. Thiếu cái gì nhỉ? Mình ép thiếu cái gì nhỉ? Chào YC. Nếu mà không chạy được JS thì nó không thể nào mà hiển thị được cái kia. Chẳng qua ở đây nó thiếu cái gì thôi. Chúng ta không biết nó thiếu cái gì. Content này. Nếu mà không được thì chúng ta đành phải dùng cái editor khác thôi. Không, tôi không thích dùng CK editor. Rồi, search thằng này. TinyMC. Chúng ta search cho tôi cái này đi. Vào TinyMC này. Ồ, giờ giao diện nó khác đấy. Này, lại trông như này. Thằng TinyMC kia, thằng YSIT kia thì nó nhìn nó gọn ghẽ hơn. Nhìn cái giao diện của nó gọn gàng hơn nhiều so với cái thằng của nợ này. Các bạn nhìn nó như một đống rác này. Tôi rất ghét dùng cái thằng này bởi vì nó xấu. Xấu cũng là một cái tội. Đây, chúng ta dùng thằng này đi. Thật mà xấu mà. Đây, nếu mà bản trả phí thì nó có cả quản lý ảnh của chúng ta luôn. Nhưng mà chúng ta không trả phí làm gì cả. Tốn tiền. Trả phí công ty đi mà trả. Thật. Ở download đâu nhỉ? Đây rồi. Một là dùng CDN, hai là dùng self host. Đây, chúng ta có bản download TinyMC 5 RC1. Đây, hoặc là download bản TinyMC Community. Tốt nhất là download bản Community ấy. Đây, tải này xuống. Các bạn vào develop nhá, chọn get tiny nhá, xong rồi kéo xuống cái phần self host release. Các bạn kéo xuống một tí nữa là download TinyMC Community, đây là bản free thì chúng ta có thể dùng được. Tải nó xuống thì nó ra cái file là TinyMC 4.9.2. Được chưa? Thì ở trong này nó giải nén nó ra cái thư mục TinyMC JS và TinyMC như này. Community là bản của cộng đồng ấy, bản free. Thì chúng ta copy cái TinyMC ở trong cái thư mục JS này. Copy và tương vào trong cái project của mình. Desktop này, copy này, public này, admin asset này, plugin này. Vậy xuống đây. Đây, copy cái thằng này nữa. Nhìn nha, nhìn tôi copy ở đâu và tôi paste ở đâu thì các bạn phải theo dõi được. Đây, ở đây. Không, từ cái TinyMC giải nén này, xong rồi mở giải nén ra nó có cái thư mục là JS này. Trong đấy có một cái thư mục tên là TinyMC.
thì copy cái thư mục đấy tương vào trong là admin asset plugin và TinyMC, vứt vào trong đấy, được chưa? Anh có bị mỗi cái DMC ở bên trong. Xong nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì lại xóa hai cái của nợ này ở trong cái style và cái kia đi. Cho đỡ vướng. Style này quăng đi. Để tôi xem là cách áp dụng nó như nào rồi. Đọc. Chờ tí nhá. Quick start. Stem 1 tương cái JS vào. À, nhúng mỗi JS thôi. Nhúng mỗi file JS thôi. Thế vậy chúng ta quăng cái style này đi, script này chúng ta nhét vào. Plugin này, TinyMCE, TinyMCE, đúng nhỉ? Đâu rồi, đây, TinyMCE. Xong tiếp theo là nhét vào cái Tiny jQuery. Xong nhét cái gì vào? TinyMCE.min.js. Sửa. tinymce.min.js nhét vào. Sau đó ở trong thằng S này nó làm gì nữa? Đây. tinymce init. Selector là text area. Em à. Đấy chạy rồi đấy. Được chưa? Ok rồi. Thế bây giờ muốn nhét thêm ảnh vào làm nào? Đọc tiếp. Save win. Ok. Config guide basic setup. Đây plugin. Đây. Thêm một cái plugin này. Ồ, đây rồi. Đấy, bấm ảnh đây, được chưa? Hết lỗi chưa?
Thì tất nhiên là nó cũng bình thường, nó heading 1 đây. Ừ, tất nhiên block này tôi chẳng biết nó như nào, cầm giữa này được chưa, đó thì có ảnh, có link, đây là nhúng link, nhúng đường dẫn được chưa, đấy là một chỗ để chúng ta lưu vào. Còn hình như là muốn xem code đâu nhỉ, view preview không phải format đây, code đây. Ủa không phải, cái này nó có phần xem code nó ở đâu nhỉ, quên bố, không phải inspect đâu, thôi kệ nó đi, cứ hiển thị đã. Nó có phần xem code đấy, tôi từng làm rồi nhưng mà lâu lắm rồi tôi không động vào đây, tôi quên hết rồi. Thôi rồi, kệ đi, tạm thời vậy đã, đẩy code lên nhá. AdTinyMC vào, sau đó update file script và update file AdBlade. Update đây. Style, script ở trong layout và file này. Đây này. Đây up qua đoạn này này. Đây có mỗi cái form sáng giờ. Mất bố gần 2 tiếng rồi. Nhưng cũng vẫn phải làm thôi, biết làm sao bây giờ. Bắt đầu từ hôm qua là nhiều. Thấy chảy vào xong nó cứ chảy ra. Xong chưa? Bây giờ làm nốt cái ảnh nhá. Hay là thôi? Có làm nốt cái ảnh không? À đây, sau này xong rồi đây. Tôi sẽ share link cho các bạn. Cái gì mà ảnh đại diện là 404 này. Đâu nhỉ? Đâu rồi? Sao tôi không được... À đây rồi.
Ôi rồi, rồi, rồi mệt lắm. Đâu tôi cứ up lên cho sinh viên xem thôi mà. Đấy, biết rõ ngày tháng năm rồi còn gì. À, ừ nhở, quên. Xin lỗi. Rồi, xong. Được chưa? Bây giờ đến phần ảnh này nhá. Cái ảnh này tôi nói qua thủ thuật của nó sẽ như nào khi mà chọn ảnh ở đây thì update sang đây. Thì nó sẽ như này. Chúng ta xét một cái sự kiện là bắt cái sự thay đổi của cái thẻ input này. Lấy data của nó ra, chuyển thành Base64. Ảnh nó có hai định dạng, một định dạng là file bình thường của chúng ta. Được chưa? Một định dạng khác là định dạng là dữ liệu là Base64. Thì cái Base64 đấy nó rất là dài, text nó rất là dài, nhưng mà nó mã hóa là sau này có thể chuyển nó sang dữ liệu ảnh được. Thì cái Base64 đấy chúng ta hoàn toàn có thể là copy cái Base64 đấy, chúng ta pệt vào trong cái SRC của thẻ ảnh thì nó sẽ thành ngay lập tức thành cái đường dẫn ảnh luôn, à, thành cái nội dung ảnh mới luôn. Được chưa? Thì chúng ta thử nhá. Biết cái từ khóa là Base64 rồi thì bây giờ chúng ta search là JavaScript get image Base64. Đây, convert image to Base64 string. Đâu rồi? Đây là dùng cái khác rồi. Tôi có cái đoạn đấy tôi vứt đâu nhỉ? Đây à? Đây. Đây, chính nó. Thì tôi đơn giản thôi, tôi copy cái này. Tôi cứ viết ra nhá, demo ra xong các bạn copy vào thôi chứ viết lại cái này mệt lắm. Đây. Tôi có cái hàm này, encode cái thẻ input rồi. Preview img này có ID và preview. Đây, input time file. Có cái onChain. OnChain bằng cái đường dẫn này. Và gọi đến cái this. Rồi. Sau khi đổi xong. Đây này, reader này. Đây console log nhá. Thử xem. Chúng ta bật cái F12 đây. Console. Chọn một cái ảnh. Không có ảnh mới cay. Đây. Đây, đây chính là Base64. Data này. Bây giờ tôi copy hết cái data này nhá, không biết có copy được không. Copy này. Được chưa? Xong tôi lên cái SRC của cái ảnh này. Đây. Tôi xóa cái này thì tôi paste nó vào. Dài quá không biết có pệt được không. Đây. Đúng chưa? Đó, đây là cái thủ thuật. Thì ở đây chúng ta có cái hàm ở trong JavaScript mà nó đọc cho chúng ta đi rồi. Lốc rồi. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng jQuery để thay làm nốt cái việc kia. Có ID là preview. Preview. .attr. .src. Bằng cái giá trị của reader. .reader.result ID mà. Tôi không thấy tôi nhét cái ID vào đây à? Đây này. Đó, tôi bỏ cái console log này đi. Chúng ta làm lại. Úi giời. Gì đây? Đây. Chắc là mình phải giới hạn luôn chiều dài của nó ấy. Ví dụ đây, preview này. Max 2. Max 2 bằng hiện tại là bằng bao nhiêu? 200 pixel. Overflow E. Overflow hidden. Rồi, bây giờ chọn thử cái ảnh khác. Là cái ảnh dài ngoãng lúc nãy. Đấy. Nhá. Dài quá ra thì nó sẽ giấu đi thôi.
Thế tôi sẽ update thêm cái này vào trong cái class kia. Chứ không nhìn rất xấu. Xong. Được rồi đấy các bạn. Có nghỉ đi không? Nghỉ chứ. Nghe. Nghe tội nghiệp vậy. Thế nghỉ một lúc nhá. Nghỉ 15 phút để cho chúng ta có thể tiêu hóa được cái mớ này. Có mỗi một cái màn hình thôi đấy. Đẩy lên Git rồi nha. Cố gắng lên. Sắp tu thành chính quả rồi. Tức là về tây thiên cực lạc. Ừ, Lorem Pixel mà. Mình đang để Lorem Pixel. Nhét cái link vào. Xin đặt một cái nó tải trên mạng.
Làm rồi.
Sai bóc rồi.
Các bạn cầm tờ này nhé, viết nhỏ nhỏ thôi nhá, chứ không hết chỗ viết đấy. Cái đề tài của mình viết ở đây. Không, chỉ viết tên thôi. Đánh giá để tôi đánh giá xong. Chuyển tay nhau viết nhé. Đánh giá. Ừ, chung chung thôi. Đặt tên cho nó là được. Có ai cần hỗ trợ gì không? Tốt nhất là các bạn cài cái TeamViewer vào nhé. Cài cái này. Cài cái TeamViewer này vào này. Xong rồi bạn nào cần hỗ trợ thì đọc cho tôi cái ID với cái password của các bạn. Để tôi show lên đây luôn để tất cả lớp để xem. Để còn sửa luôn. Tôi ở bên Mac nó không có UltraView. Cho nên là bình thường thì UltraView thì nó tốt hơn. Dại, viết tin nó dễ hơn. Tin dễ hơn nhiều. Tin nó không có giỏ hàng. Làm thôi. Gì đâu. Xong chưa? Tiếp tục bây giờ chúng ta xử lý viết tiếp cái việc là lưu nhá. Nếu nói đúng ra đấy, nói đúng ra ở trong cái việc chúng ta tiến hành lưu dữ liệu này thì chúng ta phải dùng JavaScript, chúng ta phải validate hai lần. Biết validate là cái gì không? Để check cái dữ liệu người ta nhập vào, đúng chưa? Chúng ta phải validate hai lần, một lần bằng JavaScript và một lần bằng PHP để cho nó chắc củ.
Ví dụ JavaScript vì sao phải sử dụng? Bởi vì JavaScript khi mà chúng ta tương tác xong nó phản hồi ngay lập tức và nó không bị mất dữ liệu cũ. Được chưa? Cộng thêm cái việc là thời gian chờ đợi của người dùng cũng sẽ ngắn hơn. Được chưa? Đấy là vì sao chúng ta phải làm dòng validate bằng JavaScript. Còn validate bằng PHP thì sao? Validate bằng PHP thì nó đảm bảo cái chốt chặn. Và nếu mà tránh cái trường hợp mà người dùng cố tình chặn cái JavaScript, tắt JavaScript đi. Đấy, ví dụ tắt như này, bấm vào đây này. Chọn size setting này. Người ta hoàn toàn thì tắt cái JavaScript ở trên trình duyệt đi. Đó, thì nó sẽ pass qua được cái validate bằng JavaScript. Do đó là chúng ta vẫn cứ phải làm bằng validate bằng HTML nữa. À, validate bằng PHP nữa cho nó chắc ăn. Được chưa? Thêm thế thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành điền dữ liệu và lưu được sản phẩm đã. Sau đó chúng ta sẽ làm validate sau. Được chưa? Thì bây giờ ở trong này chúng ta có cái gì? Ở đây có thông số sản phẩm, danh mục và ảnh, đúng không? Thì chúng ta cứ tạm thời lưu xuống đấy nhá. Được chưa? Tôi sẽ lưu thông tin sản phẩm trước. Ví dụ ở đây tôi tên sản phẩm tôi đi viết bừa mà. Chọn một cái danh mục và cái giá bán cũng viết lung tung mà. 5 sao. Mô tả ngắn. Tôi sẽ cho nó mấy cái UL. Được chưa? Bây giờ tôi lưu lên. Tôi quên chọn ảnh đã nhỉ. Chọn một cái ảnh đã. Đây. Chọn nhiều ảnh thì ở đây tôi coi xem tôi có cái ảnh nào không. Ảnh của mình đâu hết rồi nhỉ. Đấy, chọn ảnh lên. Thì ở trong này nó sẽ có gồm là 4 file. Cái này được phép chọn nhiều ảnh mà. Được chưa? Lưu lên thì nó lưu lên đúng cái đường dẫn này luôn. Bởi vì cái form này chúng ta không để ấy, đúng không? Không để action. Nhưng mà ở đây chúng ta còn thiếu một cái. Nhớ cái gì không? A cộng CSRF. Đó, thiếu cái này. Chúng ta vẫn phải reload lại. Để load lại. Chưa? Lưu lên. Thì nó sẽ báo là không có post add method. Dạ. Thì chúng ta thêm vào, thêm cái phương thức đi vào. Public function post add. Đây là nhận request. Nhận request. Xong chưa? Thì ở đây nhận request xong rồi chúng ta phải kiểm tra dữ liệu đã. Xem nó như nào chúng ta mới tiến hành là xử lý. Thì trong này chúng ta sẽ có là cái DD ra. Giống như mọi lần thôi. DD ra cái request. Trỏ đến. On. Để test dữ liệu. Bây giờ chúng ta reload lại trang này. Chúng ta thấy ở đây nó giả trả cho chúng ta là một cái name token này. Name này. Get ID này, price, view, star, short description, image thì chúng ta sẽ thấy một cái upload file. Còn gallery thì chúng ta sẽ có một, ủa sao ít này? Sao gallery ít nhỉ? Chứng tỏ gallery này có vấn đề. Gallery này chúng ta chắc là phải sửa lại tên của nó. Đâu rồi? Gallery. Đây gallery, cái name này chúng ta thử để vào mảng xem. Reload này. Năm. Chọn một cái ảnh. Đây chọn nhiều ảnh. Rồi. Lưu. Đây rồi. Gallery nó là một mảng. Được chưa? Dựa vào cái mảng này chúng ta sẽ lưu được nhiều ảnh vào trong DB. Các bạn cứ xem trước nhé. Xong rồi tôi sẽ để thời gian cho các bạn làm. Bởi phần này các bạn phải cố gắng tập trung vào. Không làm không được đâu. Được chưa? Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ phải làm một việc. Đó là chúng ta update cái product này.
update cái product này. Hiện tại chúng ta đang có các cái hàm là category này, function này, gallery và function relate, đúng chưa? Thì ở đây tôi sẽ có thêm một cái như này. Đó là nếu trong trường hợp chúng ta không có thêm cái fin ở trong cái finable ở trong cái model ấy, thì chúng ta sẽ phải viết như này, bằng new product, đúng không? Product. Đây là tạo một object mới, sau đó chúng ta tiến hành là model cho đến name bằng $request cho đến name như này, và gán đầy đủ cho các cái cột. Đây là cột name, rồi cột ảnh, cột giá, cột ABCXYZ. Chúng ta có bao nhiêu cột thì chúng ta phải làm bằng đấy dòng như này. Đúng nhỉ, để gán giá trị, set thuộc tính cho các cái cột ở trong DB đấy. Thì chúng sau đó chúng ta mới xếp xuống và chúng ta xếp như này này. Sau khi viết xong chúng ta xếp như này. Xếp vào. Thế là xong, lưu xuống. Nhưng mà bởi vì người ta nhận ra là làm này nó dài quá, cho nên người ta sẽ tìm cách làm ngắn đi, viết ngắn đi bằng cách như sau. Chúng ta sẽ có một cái thuộc tính ở đây. Public cái sao nhỉ? Public cái, chờ tí. Elo quần fin. Elo quần. Fin. Đây. Chúng ta có một cái thuộc tính tên là protected finable. Được chưa? Chúng ta sẽ làm như này. Protected finable, cái tên biến này chúng ta không được đổi đâu nhá. Cái này là bắt buộc phải viết. Bây giờ chúng ta muốn fin cái cột nào vào thì chúng ta sẽ viết name này. Get ID này. Tiếp theo là price views star. Còn gì nữa nhỉ? Còn cột gì nữa không? Fin view star. Để xem nào. Emit không fin được. Short description. Bởi vì ảnh, vì sao không fin được ấy? Vì ảnh chúng ta phải lưu nó lên server, sau đó lấy cái đường dẫn từ cái ảnh đấy ra xong mới fin được. Cho nên chúng ta không fin được thẳng như này. Detail. Hết rồi. Ok, bằng đấy cả. Được chưa? Xong bằng này cột, chúng ta muốn fin bao nhiêu cột thì chúng ta nhét vào bằng đấy thứ, bằng đấy cái tên cột ở đây. Được chưa? Sau đấy chúng ta sẽ thực hiện như này. Model trỏ đến fin bằng cái $request trỏ đến on như này, và chúng ta dd ra cái model. Được chưa? Xem nhá. Đây, chúng ta nhìn đây, attribute gồm name, get, price, view, star, detail. Cái này thiếu rồi, đúng không? Thiếu của cái get ID có rồi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mới có 6 cái. Short description. Thì xem lại ở dưới này chúng ta cứ viết nó là cái gì. À, viết thiếu chữ R, chữ T. Làm lại thôi. Reload trang. Ảnh. Đây, chúng ta có 7 cái. Name, get, price, view, star, short description, detail. Chúng ta xem có khớp ở trong này chưa. 3 6, 7. Đúng 7 cái, đúng không? Thì chúng ta gán thuộc tính cho cái thằng model vừa mới tạo ra này. Chúng ta gán như này cho nó nhanh. Chỉ mất một dòng thôi, chứ không mất 7 dòng như bên kia nữa, như cách cũ nữa. Được chưa? Đấy là cái tiện lợi của thằng Eloquent này khi mà sử dụng tương tác với thằng Finable. Tiếp theo đây là chúng ta gán thuộc tính sử dụng $Finable. Được chưa? Trong model. Tiếp theo đến cái chuyên mục là lưu ảnh. Được chưa? Thì chúng ta sẽ lưu ảnh thì chúng ta sẽ search tiếp ở trong này. Cứ làm đến đâu search đến đấy thôi. Upload image, upload file đây. File. Đây, testing file upload. Đây. Đây là fake rồi, không phải cái này.
upload. Đây file store, file storage. Thì đây, chúng ta sẽ lấy ra cái file này và chúng ta lưu xuống thư mục của chúng ta. Thì chúng tôi sẽ có cái này. Phải kiểm tra trước. If request has, không biết có hàm has file không nhỉ? Laravel request has file. Đây, request has file. Chúng ta phải kiểm tra xem có file gửi lên không đã thì chúng ta mới tiến hành lưu, đúng không? Has file. Has file, tên file là emit đúng không? Nếu mà có cái này thì chúng ta mới thực hiện lưu. Thì chúng ta sẽ có cái tên ảnh, chúng ta sẽ sinh ra bằng một, chúng ta không giữ tên ảnh cũ nhá, mà chúng ta sẽ sinh ra bằng một cái mã, cái chuỗi tùm lum gì đấy để chúng ta có thể lưu ảnh, để tránh cái việc bị trùng tên, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta có $filename. Filename bằng unique id là một, nó sinh ra một cái chuỗi không bao giờ bị trùng nhau của cái ảnh này. Unique id cộng với cái gì ta? Chờ tí. Đây, photo extension cộng với cái extension. Unique id cộng với lại một dấu chấm, cộng tiếp với lại cái request cho đến emit cho đến extension, và chúng ta tiến hành là dd ra cái $filename. Đây, các bạn thấy chưa, nó sinh ra một cái tên, nó chắc chắn là không bao giờ bị trùng, được chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta lưu xuống, đã có tên ảnh rồi thì chúng ta lưu xuống thì dùng cái lệnh gì? Ở trong này nó đều có hướng dẫn cả. Đây này, nhìn thấy chưa? Đâu, kéo cái đoạn directory, nhớ lắm, nó có cái đoạn là lưu file. Đây, request file này, storage, store, được chưa? Thì chúng ta có thể là, tôi nhớ không nhầm thì là nó có một cái tên file ở đâu đấy. Đây, new file public. Ô, sao giờ tài liệu nó khác thế nhỉ? Put, không, bản mới. Bản này bản 5.7. Chờ tôi một chút, tôi sẽ lưu xuống xem là cái tài liệu ở đâu. Put file storage disk. Laravel save file request. Chờ tí bình tĩnh. Request file, cái này không phải rồi. Store. Create input name. Đây, storing upload file đây. Đây, request này. Đây, tôi sẽ viết như này. Request này, trở đến emit này. Đây là tên của cái fill ảnh này nhá, chứ không phải là tên là cái ảnh đâu. Store S này. Đây là tên thư mục các bạn nhá. Đây là tên thư mục chứa này. Thì tên thư mục của chúng ta sẽ tên thư mục chứa sẽ là emit. Đây là tên file thì chúng ta nhét vào cái file name này. Nhét vào cái file name này và gán cho nó bằng cái $path bằng cái này. Chúng ta dd ra cái path. Xem nó là cái gì. Được chưa? Đây, emit sược 5C3 cái gì đấy đúng không? Này tương đương với việc nó đã lưu thành công rồi. Thì lưu nó nằm ở đâu? Bình thường các bạn sẽ nghĩ là nó nằm trong public emit. Đây đúng không? Nhưng mà các bạn thấy đây, có gì đâu.
Được chưa? Thế vậy chứng tỏ nó nằm ở chỗ khác. Đây là lưu thành công rồi, chứ nếu không lưu thành công nó không ra được cái kia đâu. Thì nó sẽ nằm ở đây này. Nằm ở trong thư mục storage app emit, chính là cái ảnh này. Được chưa? Đây nó là cái thư mục thư mục mặc định để lưu ảnh. Thế vậy thì lấy ra thì chúng ta phải link cái thư mục storage này sang bên kia. Nhưng mà tôi không muốn cái điều đấy, mà tôi sẽ cập nhật code để làm sao để cho nó lưu được vào trong cái thư mục ảnh của tôi. Được chưa? Thư mục public này, public này, emit này phải lưu được vào đây. Được chưa? Thì trong emit này tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới đã, tên là product. Tên là product đã. Sau đó tôi tìm đến cái file là file config, file system. Được chưa? Nhớ các cái tên mà nãy giờ tôi viết đấy. Config, file system. Kéo xuống một tí ở cái disk local này này. Các bạn sẽ thấy là ở đây nó đang viết là storage path. Được chưa? Storage path là nó trỏ đến cái đường dẫn của cái thư mục storage này. Thì bây giờ tôi không muốn lưu ở đấy nữa, mà tôi sẽ lưu ở trong là public path. Public path. Và trong này tôi không viết cái gì hết. Thì nó sẽ lưu mặc định vào trong thư mục public. Được chưa? Còn cái đường dẫn ra làm sao? Thì nó sẽ do ở đây quy định. Ví dụ như đã store là store vào public rồi, thì ở đây emit sược product. Emit sược product. Và đây là file name. Được chưa nhỉ? Chúng ta làm lại thử xem có được không. Reload. Xong. Đây các bạn thấy là emit product đường dẫn ảnh. Đúng chưa? Thì chúng ta mở cái thư mục public ra. Đây. Public emit product và ảnh. Được chưa? Đó. Thì chúng ta không phải lưu vào trong storage kia nữa, mà chúng ta lưu thẳng vào trong public. Thì ở đây chúng ta có config file. Config cái này. Đó là ở trong app. Thư mục này. App sửa config sửa file system. Chúng ta sửa cái root này. Ở disk local sửa cái root này trở thành cái public path. Thế này là xong. Được chưa? Ghi vào. Tranh thủ mà ghi vào đi. Nếu muốn lưu vào trong public thì phải sửa cái này. Được chưa? Đây, cái đường dẫn file nó là đây. Config file system. Đúng rồi, nó trỏ đến cái thư mục này. Thư mục này. Được chưa? Còn nãy lúc đầu của nó là storage path, nó trỏ đến cái thư mục storage. Được chưa? Sau đấy cái đoạn này là đoạn lưu này. Đây đoạn này là check ảnh có hay không. Đây có, nếu có ảnh này. Đây đặt tên này. Đoạn này là đoạn lưu ảnh. Được chưa? Xong. Sau khi chúng ta lưu xong, được chưa? Sau khi chúng ta lưu xong
chúng ta sẽ gán luôn cái model trở đến emit, emit bằng với cái path, đúng không ạ? Lưu xong rồi thì chúng ta lưu sửa nó thành cái path này chứ còn gì nữa. Xong chưa? Thì để ý nhá, sau khi chúng ta lưu xong cái ảnh này, sau khi lưu xong cái ảnh này, được chưa? Thì chúng ta hoàn toàn có thể localhost 8000 sược sược emit. Được chưa? Có thể truy xuất được ngay lập tức. Bởi vì những cái gì tôi nói rồi, những cái gì ở trong cái thư mục public thì chúng ta đều có thể tải về được. Thì tương đương với trình duyệt nó cũng có thể xem được. Được chưa? Lưu đường dẫn. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì để chỉ, để trình duyệt nó nhìn được cái ảnh ấy, thì em phải viết đường dẫn đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây đường dẫn này, đường dẫn nó có là public này, emit này, product này, đúng chưa? Thì localhost 8000 là mặc định nó trỏ vào trong thư mục public rồi. Được chưa? Thì bây giờ mình phải lưu thêm cái đoạn là emit product. Thì đây nó vào đây và mới đến đây. Hiểu chưa? Hình dung ra không? nó trả về cái lưu này này, thì nó trả về cái đường dẫn, nó trả về cái đường dẫn này. Đúng chưa? Thì phải lưu cái đường dẫn này vào DB. Không. Chả nhẽ ở mỗi màn hình mày lại phải viết thêm cái đoạn emit, ở mỗi cái phần ảnh mày lại phải viết thêm cái đoạn emit public à? À emit product à? Thừa hơi à? Đúng không? Thằng nhà quê. Ừ, thì đây có phải là tên ảnh không? Đây có phải tên ảnh không? Thế lưu này hiển thị sướng hay là lưu mỗi tên ảnh sướng? Ừ. Thằng này bị ngược đãi quen rồi. Bạo hành gia đình quen rồi. Giờ sướng hơn không chịu được. Khổ lắm cơ. Được chưa? Xong rồi chúng ta đã lưu được cái ảnh rồi đúng không? Lưu được cái đường dẫn ảnh rồi, hết hết các field của thằng product rồi đúng không? Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là model trở đến save. Đúng không? Lưu xuống. Tiếp theo tôi DD ra cái model tiếp. Trước đấy thì DD model các bạn chỉ nhìn thấy các cái field nó không có gồm cái field ID. Đúng chưa? Thì bây giờ lưu xuống thì nó có quẹt kèm ID hay không? Không có luôn. À đây, ID đây. 101 đây. Đúng nhá. Và vào DB chắc chắn là nó có cái thằng 101 này. Đây. Chính là cái thằng lung tung tôi vừa mới tạo ra đây. Đúng nhá. Tiếp theo lưu cái gì nữa? Lưu cái gallery. Thời gian nó tự lưu rồi. Đây này. Đây này. Nó đã tự add vào chúng ta rồi. Tôi chế ra mà. Tôi chế ra mà, tôi viết bựa vào mà. Sau nhiều lượt view thì được chưa? Đây này, đường dẫn đây này, đường dẫn giờ nó trở thành như này này. Được chưa? Đó. Xong rồi giờ sao? Tiếp tục lưu đến cái gallery đúng không? Thì tiếp theo tôi DD ra cái dollar request trở đến gallery đúng không? Như này đúng không? Thì đây output của nó đây. Đây, nó ra 4 cái đúng không? Nó là một mảng mà. Đúng chưa? Ra 4 cái, à 5 cái này thì giờ chúng ta làm gì để lưu bằng đấy cái? Ờ đúng rồi, chúng ta dùng for x, for x luôn. Request trỏ đến gallery. Đúng chưa? S GL đi. SGL. Trong này mỗi một cái lỗi gì đây? Hả? À, à còng gì? Sao nhỉ? Lỗi gì nhỉ? Request trở đến. A còng cái gì mà còng, đây là file PHP các thánh ơi. Còng với không còng. Còng với gù. Được rồi đấy rồi. Tôi chưa lưu.
Rồi thì ở đây mỗi một cái phần tử này, một phần tử GL này tương đương với một cái bản ghi ở trong cái bảng là Product Gallery đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải use cái Product Gallery này vào. Đúng nhá? Thì bây giờ tôi sẽ use ở trên này. Use cái app sược Product Gallery vào. Và đây mỗi một cái việc lưu thế này thì nó sẽ bằng đô la gallery item bằng new product gallery, đúng chưa? Bởi vì cái này nó có 3 bản ghi thôi. Cho nên là tôi không cần thiết phải phiên làm gì cả. Tôi gallery item cho đến gì? Product à? Gallery đây. Product ID. Product gạch dưới ID bằng model cho đến ID. Bởi vì lưu xong nó có ID rồi mà. Đúng chưa? Product ID này. Tiếp theo gallery gì? img gạch dưới url đây bằng với cái gì? Đã lưu ảnh chưa? Chưa, lưu đâu mà lưu. Đây gl này là một cái ảnh này. Tôi chưa lưu đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành lại làm này. Đúng chưa? Sau khi nhét ID vào, đây là lưu ảnh này, thì tôi sẽ tiến hành là file name bằng unique ID. Nhưng mà cái này tôi sẽ trước đấy, à thôi để này cũng được, bằng request extension vẫn như cũ thôi, nhưng mà thay vào cái này là tôi thay bằng cái GL, đúng chưa? Mỗi cái này là một cái GL trở đến extension, đúng chưa? Sau đấy tôi cũng lưu xuống cái path này, tôi sẽ bằng cái path khác. Path này bằng request, à cái này bằng GL. Cái này bằng GL store s emit, được chưa? Emit gallery. Được chưa? Cộng chuỗi với cái đô la model trở đến ID. Được chưa? Có được không? Được không? Không thì như này. PRO gạch dưới. Được chưa? Thì để cái đường dẫn của tôi sau này, cái đường dẫn gallery ảnh ấy, thì nó sẽ là như này. Emit này. Sược gallery. Sược tiếp PRO gạch dưới. Ví dụ cái ID đặt nam vừa mới ép vào nó bằng 101 đúng không? Đúng chưa? Sược tiếp tên này chấm .png chẳng hạn. Có được không? Này, phân biệt nó ra để sau này chúng ta ví dụ như thằng nào hâm lên muốn xóa toàn bộ gallery thì chỉ việc vào trong, muốn xóa sản phẩm nào thì xóa thẳng được thư mục đi được xong. Đúng không? Đấy, lưu xong thì bây giờ gallery emit url nó sẽ bằng cái path này. Đúng không? Sau đó chúng ta gallery item trở đến save vào. Xong chưa? Đúng không? Save vào thôi. Đấy, sau đó là chúng ta return, redirect về cái route là product.list. Đây là việc lưu thôi nhá. Nó đã bằng ngày dòng rồi. Test thử này. Tôi xóa cái thằng 101 này đi. Không phải tạo, tự nó tạo. Không phải tạo, tiếc gì. Product rồi. Đây, tôi xóa thằng này đi. Delete. Rồi. Vướng DD ở trên. Vướng DD ở đây. Đến cái cuối cùng. Đây. Thằng tùm lum rồi đây. Sao nhiều nhỉ? Rất nhiều nhỉ? Chắc nãy test. Đây, thằng 104 đúng không? Chúng ta mở cái product gallery ra. Kéo dưới cùng. Đây, ID 104 đây, 5 cái. Đúng chưa? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xóa bớt cái 103, 102 này đi. Delete đi. Xong.
lưu xong được cái mớ dữ liệu này và ra ngoài trang chủ. Chúng ta ra ngoài trang chủ. Gì vậy? Đó là cái nào nhỉ? Đây đúng không? Nó là page 2 gì vậy? Cái nào ảnh đây? Đúng chưa? Đây. Đi một mình cái gì gì đây. Ảnh đây. Đúng chưa? Giá đây. Ở giá tôi chưa phin vào đây. Có phần đây này. Thấy không? Viết ba dòng này. Đúng chưa? Thỏa mãn chưa? Lại thằng nào bỏ chưa đi. Được chưa? Tôi up code lên nhá. Cứ làm đến đâu thì hình thành logic đến đấy mà làm thôi, cứ theo các bước xử lý. Thì đây này, nếu các bạn nào không tin thì có thể public này, product gallery, image gallery này, PRO104 này, bằng lấy cái ảnh. Được chưa? Xong phim. Đó. Các bạn check đi. Chính là phần update nó cũng phức tạp hơn một chút. Đúng rồi, chuẩn bị đến phần validate đấy.
Đây, đuôi ảnh gì? Validate ra hay là như nào? Thì sao? Cái đấy thuộc về validate mà. Tức là bạn không cho người ta up cái ảnh định dạng linh tinh lên gì? Ờ ok. Tức là ngăn không cho lên cái gì? Đúng không? Hay là như nào? Hay là lưu lên? Sao lại không ấy lên là như nào? Ấy lên là không cho phép up lên á? Được, chứ có gì đâu. Đấy, từ từ tính. Không phải vội. Cái đấy có nhiều cách mà. Gì mà object run save.
Thế lỗi ảnh gì? Lỗi ảnh gì? Bởi vì hiện tại cái đường dẫn của chúng ta đang là đường dẫn về IMG thẳng, tức là IMG nó không có asset đấy. Đây đoạn này đúng không? Đây gì, như này gì? Vấn đề là như này. Product này. Đâu nhỉ? Ảnh này này. Đem nhét vào asset. Thì những cái khác chết, còn cái thằng này sẽ sống. Ố, không sống này. Xin lỗi. Không có cái này. Đây. Chẳng biết, chắc là nó thằng Laravel nó update rồi. Phần này ảnh nó vẫn ấy mà. Ảnh nó nhận cái lorem pixel cái luôn. Khôn thế. Còn cái này thì ảnh nó sẽ để là localhost 8000. Thấy không? Đây sửa cái này vào, asset này vào. Đây asset này. Được chưa? Chúng ta sẽ tiến hành, nếu xong đến đây rồi chúng ta sẽ tiến hành làm validate nhá. Làm validate dữ liệu. Thì ở trong thằng Laravel chúng ta nên đọc tài liệu trước. Validate. Validation. Validation này nó giúp chúng ta là kiểm tra cái tính đúng đắn của cái dữ liệu của mình. Được chưa? Đây. Chúng ta có mấy cách để viết cái validate này cơ. Cách thứ nhất là như này. Đây các bạn, nhìn cách thứ nhất là như này. Được chưa? Đầu tiên là vào trong hàm. Cách thứ nhất là chúng ta viết thẳng trong hàm luôn. Là chúng ta có một cái biến. Cái biến này chúng ta đặt tên là gì cũng được. Được chưa? Chúng ta sẽ có là request trở đến validate. Và trong này chúng ta thấy là nó viết một cái mảng. Đúng không ạ? Mảng ở đây là cái tên cột dữ liệu. Đúng nhá. Tiếp theo là các cái yêu cầu ở trong cái tên cột đấy. Ví dụ cái title này là require. Require tức là bắt buộc phải điền dữ liệu vào. Đúng nhá. Tiếp theo là unique ở trong bảng post, tức là ở trong bảng bài viết này thì cái dữ liệu truyền lên cho thằng title này nó phải không bị trùng. Tức là nó chưa trùng với những cái thằng nào đã lưu rồi. Được chưa? Tiếp theo là max bằng 255, tức là tối đa bằng 255 ký tự. Được chưa? Body thì require. Được chưa? Đây là cái validate cho nó. Được chưa? Chúng ta thử một cái nhá. Thử một cái. Ở trong hàm đâu rồi? Product controller. Chúng ta sẽ có như sau. Trước nó phải làm trước hết tất cả mọi thằng. Validate. Validation. Bằng $request. Trỏ đến validate, đúng không nhỉ? Validate trong này là một cái mảng. Trong cái mảng này có validate cho cột name. Cột name này thì nó sẽ là require là một này. Được chưa? Rồi thì max bằng 255. Đúng không? Tạm thời vậy đã. Được chưa? Chúng ta sẽ thử một cái xem có được không. Tạo mới. Không viết cái gì. Tạo. Còn thế sao? Nó có đi được không? Nó không đi được. Nó lại back về đây. Đúng chưa? Vì bây giờ tôi sẽ tiến hành là hiển thị cái lỗi này. Đâu rồi. Resược này, add này. Đây đúng chưa? Tôi sẽ có một cái if $error
display cái chờ tí. Display variation error. Đây. Ủa, đâu rồi? If error. Error cho đến first name. Nhìn thấy không? The name field is required. Được chưa? Thì ở đây nó thể hiện cái việc gì? Đó là cái tên. Cái tên, đây là tôi kiểm tra này. Nếu có lỗi cho thằng field name này thì sẽ hiển thị nó ra luôn. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể viết thẳng như này, nhưng mà sợ bên Windows sẽ bị lỗi, cho nên là cứ check đàng hoàng vào. Bởi vì ở đây các bạn thấy cái name này có mấy cái cách và mấy cái validate. Một cái, hai cái, đúng nhá. Nếu vi phạm cả hai thì sao? Tất nhiên là ở trong cái logic này thì đã require thì không thể nào mà dính mắc được, đúng chưa? Nhưng mà trong một trường hợp nào đấy nó dính hai cái hay ba cái là nào? Đúng chưa? Đó, do đó là chúng ta chỉ hiển thị cái đầu tiên thôi. Còn cái thứ hai thì lại bắt lỗi tiếp. Được chưa? Thì đây nó là cái cách của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta muốn chuyển cái validate sang tiếng Việt, được chưa? Thì chúng ta sẽ phải thêm một cái nữa ở đây. Thêm một cái nữa vào đây. Đây, name.require. Được chưa? Bằng vui lòng nhập tên sản phẩm. Nếu mà name.max thì độ dài không vượt quá 255 ký tự. Test phát chẳng biết có đúng không. Đúng chưa? Đấy là trong trường hợp là chúng ta muốn đổi cái text khi mà nó validate. Cái này tôi để là ví dụ tôi để là 10 thôi. Đây. Này chắc chắn là hơn 10 rồi đúng không? Đúng chưa? Chưa hết, vẫn còn nữa. Đấy là chúng ta thấy là mỗi một lần chúng ta submit lên thì dữ liệu mất bố rồi. Đúng không? Do đó chúng ta có cách là lưu lại dữ liệu chúng ta đã từng viết ở trên đấy bằng cách là cái value này. Value bằng hàm là hàm O. O của cái name. Đấy, vẫn giữ lại được cái này. Được chưa? Nó hỗ trợ đến tận chân răng rồi. Bây giờ chỉ việc của các bạn chỉ việc sơi thôi. Mà không biết có sơi được không. Được chưa? Âu là dữ liệu cũ. Còn tí nữa update thì nó sẽ có thêm cái giá trị mặc định ở bên này nữa. Là những cái giá trị, nếu mà update thì nó sẽ có giá trị cũ đúng không? Thì nó sẽ hiển thị giá trị cũ ra. Đấy. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là validate nốt các cái field còn lại. Xong. Đây là cách validate thứ nhất. Chúng ta có mấy cách cơ. Cách validate thứ hai. Đây xong cách thứ nhất nhá. Cách thứ hai là chúng ta tiến hành là ủa. Gì đây? Không có cách khác. Đây. Form request validation. Tức là chúng ta sẽ tách, các bạn nếu mà viết như này nhá, các bạn sẽ thấy là mỗi một cái hàm này chúng ta phải viết một cái này. Đúng không? Nhưng liệu chúng ta có cách nào để viết, ví dụ viết cái đoạn validate một lần thôi, dùng cho nhiều cái hàm khác nhau. Ví dụ cho hàm là update và hàm add, save update và save add đều chung một cái có được không? Thì câu trả lời là có, bằng cách như này. Tạo ra một cái request mới. Được chưa? Tạo ra một cái request mới thì câu lệnh là PP artisan make request tên của cái request đó. Được chưa?
Sau đó ở trong này chúng ta viết, đây nó có một cái rule, thì các bạn thấy nó tương tự như cái này, đúng không? Như cái này, đúng chưa? Nó không khác gì. Tiếp theo, nếu mà muốn thay đổi message thì ở dưới chúng ta tạo ra một cái biến, một cái hàm nữa là hàm message, thì nó sẽ mang giá trị của cái phần dưới này. Đây là viết không khác gì nhau. Đấy ạ. Sau đó chúng ta muốn dùng cái việc validate ở đâu, ở cái request nào, chúng ta đổi cái tên request này trở thành, ví dụ như ở đây nó đang sử dụng cái class tên là store block port, đúng chưa? Thì ở trong này chúng ta đổi cái request này thành cái store block port đấy. Được chưa? Đấy là cách thứ hai. Tôi sẽ thử cho chúng ta xem. PP artisan make request, đây là set product request. Xong. Thì sau khi tôi tạo ra thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái HTTP request này. Đây. Nó sẽ tạo ra một cái class là set product request, thì tôi sửa cái này thành true nhé. Authorize phone. Không biết có đúng nhỉ? Tí nữa không được thì sửa lại. Được chưa? Thì ở trong này nó có một hàm sẵn, chúng ta là hàm rule này. Thì trong cái hàm rule chúng ta break cái thằng này vứt sang. Muốn bao nhiêu với validate thì viết bằng data. Tiếp theo chúng ta có một cái hàm là hàm message return, thì return cái ở dưới này. Được chưa? Return cái ở dưới này. Và chúng ta có thể xóa được cái thằng này đi. Được chưa? Thế là xong, xong cái request rồi. Và bây giờ chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta app HTTP request. Đây. Tôi sẽ vào đây, tôi use app HTTP request và copy cái save product request này. Tôi paste vào đây và tôi copy cái thằng này. Tôi tương xuống dưới đây. Được chưa? Làm lại. Đây, không viết cái gì. Ồ, lỗi 403. Đây là true. Đây. Không khác gì đúng không? Đây. Không khác gì nhau. Và sau đấy nếu mà chúng ta có thêm cái hàm là hàm public function post edit, đúng không? Post edit. Đúng chưa? Thì chúng ta nhận một cái biến là ID ở đây. Bởi vì cái ấy nó vậy mà. Thêm vào đây là cái save product request. Save product request ở đây là nhận request. Thì nó cũng vậy thôi. Đúng chưa? Nó chẳng khác gì cả. Xong chưa? Đấy, thế là chúng ta áp dụng được cái đoạn validate của chúng ta cho hai cái URL. Thì đấy nó là hai cách tiến hành validate khác nhau. Xong chưa? Thì ở trong cái phần validate này nó có những cái, ví dụ những cái require hay là cái max kia nó được định nghĩa ở đâu, thì ở trong này nó có quy định sẵn rồi, available validation rule. Tức là những cái rule được người ta định nghĩa sẵn ra rồi. Đây. Nó là bằng này cái. Được chưa? Các bạn có thể bấm vào để đọc thêm chi tiết. Tiếp theo là nếu ví dụ như chúng ta, ví dụ như bạn vừa rồi hỏi là cái đường dẫn ảnh, nó bắt buộc phải là ảnh thì sao? Đúng chưa? Thì nó sẽ có là cái nào ta? Đâu rồi? Đây, image này. Bấm vào. Image thì nó sẽ chỉ nhận những cái file có đuôi là JPEG, PNG, BMP, GIF và SVG. Tất cả chúng nó đều là file ảnh. Thì nó sẽ nhận hết tất cả các định dạng ảnh. Còn ngoài ra những cái định dạng khác thì tèo. Tôi thử một cái nhá. Ở đây có cái cột là image đúng không? Image bằng với image. Và ở đây nó có thêm một cái nữa là require. Và nó là ảnh. Bây giờ chúng ta tiến hành thử nhét cái này vào.
tôi nhét một file là file index.html. Nó lỗi ngày đây. Không sang được đúng không? Chẳng qua là do tôi chưa hiển thị cái lỗi. Thì đây, tôi copy cái lỗi này xuống. Đây ảnh sản phẩm đây. Chúng ta làm lại. Đây. Được chưa? Đó. Đấy là hai cái. Đây các bạn thấy này, lỗi ở đâu nó hiển thị ở đấy luôn. Đúng chưa? Ở đây cũng lỗi, ở đây cũng lỗi. Thì nó hiển thị ở ngay dưới chân luôn. Chỗ nào hiển thị thì chúng do chúng ta định nghĩa ra thôi. Được chưa? Ngoài ra nữa chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ trong việc là tự tạo ra các cái rule của mình. Tức là custom cái rule luôn ấy. Các bạn thích tạo ra cũng được. Đây. Đây. Chúng ta có thể custom validation rule. Đây make rule, PP artisan make rule. Được chưa? Sau đó chúng ta viết các cái định nghĩa của chúng ta ra. Được chưa? Viết định nghĩa ra và viết cái message ra. Sau đó muốn áp dụng thì chúng ta tương vào là xong. Đây. New. New cái rule của mình là được. Xong chưa? Đó. Đấy là cách chúng ta viết ra những cái rule mới. Ví dụ chúng ta ở trong này chúng ta sẽ phải viết cái rule cho cái thằng này. Cho cái thằng này này, gallery nhiều ảnh này. Đúng không? Phải check xem từng cái ảnh này trong cái mớ ảnh nó up lên ấy, từng cái một xem có phải là cái đuôi định dạng là ảnh hay không. Nếu không phải thì phải báo ngược về là lỗi rồi. Đúng không? Đó, đấy là cái rule chúng ta có thể làm. Được chưa? Xong đến đây chưa? Thì việc còn lại của các bạn sẽ phải tự về viết nốt cái phần validate này, tôi cũng chỉ hướng dẫn đến thế thôi. Được chưa? Bởi vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để làm hết những cái thứ như này ở đây. Để chiều chúng ta còn làm phần khác. Được chưa? Tôi sẽ up code lên và để các bạn ngâm cứu nốt và hỏi nốt xem có vấn đề gì xảy ra ở cho cái phần validate này không. Thì chúng ta sẽ trao đổi. Sao bội thực? Cái gì? Nhiều quá. Mới học được có đến giờ là mấy buổi nhỉ? 7 à? 7 chứ. Một buổi sáng là một buổi, buổi chiều là một buổi. 7 buổi. Đến giờ mới được 7 buổi đã thấy chớ lên rồi. Còn đây, thằng Ao Veo này trong còn đầy. Thế cho nên là nó, cái framework ấy, nó quy định cho chúng ta hết các công cụ rồi. Chúng ta muốn dùng thì chúng ta phải bắt buộc phải hiểu cái công cụ đấy thôi. Biết cách dùng. Sau đấy bạn nào làm quen rồi thì làm nó nhanh ạ. Cái Laravel mà các bạn biết nó ra đời năm bao nhiêu? 2011. 2011 là bắt đầu ra đời. Đến giờ là 7 năm. Bắt đầu được dùng nhiều là từ năm 2013. 2012, 2013 là bắt đầu dùng nhiều. Đến năm 2014 là nó là cái framework được nhiều người dùng nhất thế giới. À, nó giữ vững cái đấy cho đến tận bây giờ. Taylor Oswell.
ảnh không dùng làm O. Không được. Những cái nào là input size bằng file thì không chơi được O, bởi vì nó không có value. Em thấy cái ảnh trong tiny SCA là... Cái đấy phải tích hợp thêm. Cái đấy các bạn, tôi khuyên các bạn nên tích hợp thêm thằng này là responsive. Responsive File Manager. Tôi đã có video hướng dẫn tích hợp cái Responsive File Manager vào trong cái TinyMC rồi. Các bạn có thể lên YouTube của tôi để search. Đây demo này. Đây, đây là update vào CK Editor. Đây là TinyMCE. Đây TinyMCE đây. Thì các bạn có thể upload ảnh lên. Chọn vào. Chọn upload này. Add file. Đấy. Up lên. Xong. Lỗi bố rồi. Không được phép up, nặng quá rồi. Up lên thì nó sẽ ra cái phần quản lý như này. Đây, xong các bạn muốn chọn cái nào thì các bạn vứt vào đây. Về xuống, nó ra cái. Đấy là cái file responsive file manager. Còn nếu không thì các bạn có thể crack thằng file CK editor và CK finder cũng được. Đấy cũng là một giải pháp. Đây tạo tay đây. Đây. Sáng giờ chúng ta cố gắng nắm cái xếp ảnh và cái phần storage nhé, cái phần lưu ảnh, validate và lưu ảnh, hai cái phần này khá là quan trọng, dự án nào cũng cần.
Đầu giờ chiều chúng ta sẽ làm update nhá, làm edit. Và đến xong edit thì chúng ta sẽ làm giỏ hàng. Có cần giỏ hàng không? Sau hôm trước nghe thằng nào là thánh giỏ hàng cơ mà. Đúng rồi. Hả? Chỗ nào? Là cái gì? Xóa, không phải xóa ai. Kệ. Ảnh nó có đáng bao nhiêu dung lượng đâu. Lưu đấy chẳng phải gì. Tôi search cái đoạn remove ảnh nhá. Đây này. Muốn xóa như này này. Cái trong hộp các bạn muốn xóa. Đầu tiên là kiểm tra tồn tại. Nếu mà có tồn tại thì đây, file delete. Thấy chưa? Trong thời gian rảnh thì tôi sẽ ngồi tôi làm tiếp cái phần edit nhé. Ở đây. Cái gì vậy? Sinh viên
Bắt được.
Tắt luôn. Ok, phần update tôi sẽ làm như này nhá. Để quay lại đây một tí này. Cái màn hình update ấy, thì tôi sẽ sinh nó ra thành hai cái tab để tôi quản lý cho nó dễ. Cái tab thứ nhất là tôi có cái phần tab thông tin chung như này. Cái này tôi dùng tab của WhatsApp thôi. Thì nó là cái tab mặc định. Khi mà người ta muốn cập nhật thông tin chung của cái phần thông tin sản phẩm ấy, thì người ta sẽ vào cái tab này. Còn nếu mà người ta muốn cập nhật cái gallery ảnh thì nó sẽ hiển thị ở đây, thì tí nữa sẽ hiển thị cái này nó thành một cái table. Được chưa? Do cho phép người ta có thể là hiển thị ra danh sách các cái ảnh ở trong này có, hay là người ta muốn update thêm một cái ảnh mới thì chúng ta sẽ có một cái input thay bằng ảnh submit lên rồi quay lại đây. Có chứ, xóa bình thường chứ. Được chưa? Thì ở bên này thì tôi đang tính xem là làm như nào bây giờ. Chưa biết được. Bởi vì tôi ở trong cái phần product này ra thì tôi đã lấy ra được cái gallery sẵn đây rồi. Tôi chỉ việc ở bên kia tôi hiển thị thôi. Thì tôi có thể làm như sau, thử cái. Ở đây tôi sẽ có gallery này, thì tôi ở đây trong này tôi sẽ chắc là tôi viết một cái table bình thường. Table. Class table.
thì H là ID của cái hoặc là thứ tự của nó. Tiếp theo là cái đường dẫn ảnh, đây là ảnh. Nhận URL S thêm với cái gallery. Là ảnh 1 này không có gì. Ở sao 1 này không có gì nhỉ? Ảnh 5. 5 có mấy cái mà, 3 cái cơ mà. Lỗi đâu. Đây, có 3 cái này. URL tôi thiếu URL. Đây, nó như này. Thì tôi có thể là xóa nó đi. Hoặc là tôi sẽ tiến hành chờ từ asset này luôn. Đây. Tôi có thể tiến hành tôi xóa những cái ảnh này đi hoặc là tôi bấm vào cái nút thêm ở trên này. Nút thêm ở trên này thì nó sẽ là một thẻ A nữa. Không thì bấm button đi. Button. Thêm này. Đây. Như này thì tôi có thể xóa ảnh hoặc là tiến hành thêm ảnh. Chúng ta chỉ có hai cái nhiệm vụ ở đây thôi nhá, một là thêm, hai là xóa. Chứ không có chuyện là sửa gì cả. Được chưa? Nếu thích nữa thì ở dưới này tôi sẽ có thêm một cái form, một cái thẻ input nữa để giúp chúng ta có thể là upload cái ảnh lên trên server để chúng ta có thể lưu ảnh cho cái phần product gallery này. Được không nhỉ? Hoặc là chúng ta có thể bấm vào thêm ảnh này thì nó sẽ sinh ra một cái model trên này để cho chúng ta có cái ô để add cái ảnh lên và preview cái ảnh trước, sau đấy chúng ta submit nó thì nó sẽ gửi cái ảnh lên trên server. Thì chúng ta tùy chúng ta thích làm kiểu gì thì làm. Đây là 104. Đây, nó là những cái ảnh kiểu dạng như này đã. Sau đây chúng ta sẽ bấm thêm thì nó sẽ bật ra cái model.
Được. Làm mô đồ hay làm form ở dưới này luôn? Làm mô đồ nhá. Vậy thì chúng ta sẽ vào cái này. Chúng ta vào UI element. Nó có phần mô đồ đây. Đây default mô đồ. Đó lõm này trông kinh vậy. Thôi để cái này nhá. Default mô đồ. Đây mô đồ đây. Chúng ta sẽ vứt nó vào trong cái phần vứt ở bên ngoài này. Và cái button này thì nó có cái gì? Data toggle model. Đâu rồi? Đây. Thêm ảnh. Xong rồi class đây. Đó, thì chúng ta sẽ add cái form nó vào trong đây. Còn xóa này thì đẩy đi xóa luôn nhá. Xóa này chúng ta chắc là sẽ dùng Ajax để xóa đi. Chúng ta sẽ làm cái form nó trong này. Thì cái form ảnh đây. Model content này. Đây là thêm ảnh. Đây trong này. Action, tí nữa chúng ta thêm method post increase time. Chúng ta sẽ ăn cắp lại cái đường dẫn ở trên này, ở cái thằng này. Đây, được chưa? Đây là ảnh gallery. Chỉ phép thêm một cái thôi. Ok. Rồi, tôi mới chỉ chuẩn bị ra thế thôi. Còn đến chiều nay tôi sẽ update nốt. Được chưa? Tôi đẩy cái này lên đã nhá. Làm cái tab update này thì nó sẽ phức tạp hơn tí so với cái việc là thêm mới. Cho nên là chúng ta sẽ phải có một cái màn hình khác. Nó phức tạp hơn. Được chưa? Code tôi đẩy lên rồi nhá. Các bạn check lại. Và chúng ta nghỉ buổi sáng này ở đây. Đến chiều nay chúng ta sẽ cập nhật nốt cái phần thêm sửa thông tin sản phẩm và cập nhật ảnh ở trong gallery của sản phẩm.
Được chưa? Vậy thôi.